Thưa quý vị, mới đây thì tác giả Phan Minh Thông, người đã khởi nghiệp thành công với hồ tiêu và cà phê, vừa ra mắt cuốn sách thứ hai mang tên Vượt lên những con đường kinh doanh. Và đây là ấn phẩm thứ hai của anh, đã được đánh giá là cuốn sách truyền cảm hứng mạnh mẽ nên đọc trong mùa dịch. Cuốn sách cũng được ra mắt trong khoảng thời gian cuối năm khi mà đại dịch COVID-19 đã và đang thách thức với nền kinh tế. Ở thời điểm hiện tại thì không ít doanh nghiệp đã bắt đầu vào công cuộc khôi phục kinh doanh. Từ đó, những kinh nghiệm, những cách nhìn nhận của tác giả Phan Minh Thông đã phần nào giúp nhiều người tìm ra được hướng đi tích cực cho bản thân mình. Vượt lên những con đường kinh doanh gồm có 30 truyện ngắn với hệ thống nhân vật phong phú, tình tiết sáng tạo, không gian rộng mở. Tác giả không sử dụng hình thức tản văn như ở cuốn sách trước mà viết theo lối truyện ngắn, giọng điệu hóm hỉnh, kể như không kể. Nhân vật rất bình dị, là những con người chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hàng ngày, nhưng họ đều có chung khát vọng, muốn làm chủ doanh nghiệp, muốn vượt lên những giới hạn của bản thân. Họ có thể ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sơn La hay Hải Phòng, nhưng cũng có người ở Chicago, New York, Hamburg xa xôi. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc, những cái thời gian khó khăn khi mà bản thân tôi, đồng nghiệp của tôi, công ty của tôi cũng như là Việt Nam và các nước trên toàn thế giới chiến đấu với dịch bệnh, chiến đấu với tai ương và chiến đấu với các cuộc khủng hoảng, thách thức để khi mà kết thúc tôi có thể chia sẻ, chiêm nghiệm lại hoặc là nhìn lại. Tác giả cuốn sách Vượt lên những con đường kinh doanh. Trong từng chương của cuốn sách, ta bắt gặp những cú lừa giá trị hàng chục tỷ đồng được thoát nguy trong gang tấc. Nhiều con người bình dị và cũng có không ít bao kẻ lừa đảo tráo trở. Bạn đọc không thể ngờ lại có câu chuyện ly kỳ đòi nợ xuyên lục địa ròng rã suốt 4 tháng với đối tác nước ngoài. Để biết rằng hậu trường của câu chuyện thành công cũng có bao câu chuyện thất bại. Nhiều câu chuyện tử tế nhưng cũng có nhiều câu chuyện dối lừa. Cuốn sách được nhiều độc giả khen ngợi tiếp thêm động lực nên đọc trong mùa dịch. Giống như anh Phan Minh Thông thì anh có chia sẻ rằng cái việc mà anh tập trung vào sản phẩm thì anh liên tục khiến cho chất lượng sản phẩm tốt nhất từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Từ phía là anh nông dân anh phải như thế nào, từ phía là cái chất lượng của cái hạt giống nó phải thế nào, rồi phân phối sản xuất nó như thế nào, nó đều phải là có một cái tiêu chuẩn cao nhất. Và đó chính là cái bài học mà các bạn hãy nên nhớ bởi trong cái cuốn sách Vượt lên này. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ ai đều có thể đọc cuốn sách này, bởi vì đó không chỉ là những câu chuyện kinh doanh, không chỉ là những câu chuyện thương trường khốc liệt, mà đó còn là những điểm đến, những địa danh, những con người mà tác giả đã có cơ hội để trải nghiệm qua. Và trong cuộc đời này thì không phải ai cũng có cơ hội may mắn để trải nghiệm như vậy. Ở Vượt lên những con đường kinh doanh, một thông điệp rõ ràng được gửi gắm: thành công của kinh doanh không có điểm đến, nó nằm trên hành trình của người làm kinh doanh, là hãy vượt lên.